chào hai bạn. Dạ. Nhìn bạn tôi thấy bạn hao hao, có nét giống một bình luận viên bóng đá. Dạ không ạ, thực ra thì em đẹp trai hơn. Bạn rất là tự tin. Dạ, em là Sơn, em 31 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Em là Phương Bích, em 26 tuổi, em quê ở Hưng Yên ạ. Em cũng là nhân viên văn phòng ạ. Sơn với Bích là gặp nhau và quen nhau ở đâu? Quen nhau thì ở Hà Nội. Em là bầu sô của một cái team đế chế ở ngoài Bắc. Team đế chế là trong game đúng không? Dạ đúng rồi. Em có chăm lo cho mấy bạn game thủ thì cũng hay ra Hà Nội. Bạn có một cái bài viết thì có thấy Facebook của bạn này, bạn ấy vào bạn ấy comment. Em thì bị bệnh thích gái xinh. Thế là em phải ép và em làm quen nói chuyện với fan hâm mộ. Thực ra thì cái ép Facebook làm quen nói chuyện với anh Sơn thì là người yêu cũ của em chứ không phải là em. Người yêu cũ của em với anh Sơn thì cũng có nói chuyện chat Facebook bằng cái Facebook của em. Sau đó là em cả anh Sơn là người nói chuyện. Thì sau bọn em cũng nói chuyện khoảng được gần một năm, là trong cái một năm đó thì anh ấy cũng thường xuyên ra Hà Nội thì cũng hẹn hò rồi gặp em mấy lần nhưng mà em chảnh nên em không gặp. Thì cũng có một lần nữa là thấy rủ dê nhiều quá nên là em rủ bạn em đi gặp anh ấy. Buổi đầu tiên gặp nhau thì em đi với bạn thì em cũng chẳng ấn tượng gì anh mấy đâu. Thực ra thì thấy anh cũng vui tính thôi chứ cũng hơi ít tóc, với cả đầu thì hơi hói, thì cũng thấy vui vẻ, nói chuyện rất là vui vẻ. Thì buổi đầu tiên gặp nhau thì như thế, rồi bọn em có gặp thêm vài lần nữa. Đến lần thứ mấy thì bắt đầu mới có ấn tượng với bạn này? Chắc phải đến 3-4 lần ạ. Mà bạn này thì gặp bạn này ấn tượng liền không? Em ấn tượng nhất là lúc mà em mời đi ăn sushi ấy, thì bạn là sinh viên, bạn không biết sushi là cái gì. Nhưng mà đến khi đi ăn sushi thì bạn kêu rau. Còn rau thì đắt hơn sushi. Thì là anh cứ kê chê em nói đúng là nhà quê. Sau đó thì buổi tối bọn em có gặp nhau thêm ở cái quán trà đá. Tối nói chuyện thì cũng thấy có ấn tượng hơn, với cả có một chút tình cảm gì đó với anh ấy nữa. Ở Sơn hồi nãy Sơn giới thiệu là Sơn là ở đâu? Hà Nội. Em sinh ra ở Hải Phòng. Nhưng mà 17 tuổi thì em vào trong Sài Gòn. Vậy thì cái quá trình mà hai người yêu nhau chắc có lẽ là có khó khăn gì là bởi vì xa nhau. Xa nhau. Em thì cũng hay ra Hà Nội chơi. Nhưng mà xa thì vẫn là xa. Có nhiều cái vấn đề lắm, nhưng mà có lẽ là em thì không nhiều lắm, tại vì em cũng khá là bận với công việc. Cái đội game của em cũng phải chăm lo nữa, bên cạnh chăm lo bạn gái. Trong cái khoảng thời gian yêu xa thì cứ một tháng cũng lại tranh thủ ra chơi game rồi gặp bạn gái, thăm bạn gái một lần. Khoảng được 4-5 tháng thì em tốt nghiệp. Em quyết định vào Sài Gòn làm việc thì anh có về nhà em xin phép bố mẹ em. Sau khi mà bố mẹ đồng ý cho em vào Sài Gòn làm việc thì em ở nhà anh ấy. Hai đứa bắt đầu kiểu như là... Sống thử. Vâng, đấy thì cũng có bắt đầu em biết thêm một số những thông tin về anh ấy. Rất là bừa bộn rồi ham nghe game quá. Mà trước khi yêu thì anh giới thiệu anh ở một mình. Nên là cái gì anh cũng biết. Em đến nhà cũng 2-3 lần thì thấy nhà cửa đó rất là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Thế xong khi vào mà hai đứa ở với nhau thì anh ấy bắt đầu quần áo bừa bãi, rồi là điện tử thì chơi từ sáng đến tối cũng được. Nhưng mà tại vì hồi trước em nói là em biết chứ không phải bảo em làm. Nó khác nhau, tại vì vợ em thì tự suy diễn rằng là làm luôn. Cái này là cái sai là của vợ em, chứ không phải tại em. nhưng mà cái quyết định mà em về nhà của bạn này ở dạ. Thì em có đắn đo hoặc là em có phải hỏi ý kiến mẹ không? Lúc đầu cũng đắn đo lắm, xong là cũng bảo là thôi hay là ở chờ cưới xong rồi vào. Nhưng mà em thì em vẫn muốn là vào trước để kiểu như là thử xem cái hai đứa có hợp với nhau, thật sự là có đi đến có được với đến nhau không? Được. Dạ vâng, lâu dài không ạ? Nhưng mà bên gia đình em thì nghĩ thế nào về cái quyết định đó? Là nhà em thì sợ em ế. Là bất kỳ đối tượng nào mà vào được đến nhà em là gia đình em rất là hạnh phúc rồi. Vô cùng sung sướng. Dạ, đúng rồi. Thực ra không phải em ở một mình mà thỉnh thoảng là mẹ em vẫn qua nhà chơi. Nhưng mà từ khi mà có bạn gái em là mẹ em đi luôn. Mừng quá vì có người vô nó qua. Dạ. Thì để hai đứa nó tự lo cho nhau xem nó thế nào. Lúc mà các em sống thử á. Dạ. Lúc em vui không? Dạ cũng vui ạ. Anh ấy là vẫn giống như là lúc mình đang yêu không? Dạ anh có rất, cũng như là đang yêu cũng quan tâm rồi vào đây anh đưa em đi chơi rất là nhiều thứ. Nhưng mà bọn em cũng xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn ở trong cái quá trình mà ở với nhau. Cái căng thẳng nhất mà hai đứa bọn em đó là trong một cái lần mẹ chồng em bây giờ có về nhà ăn cơm thì bà thì rất hay tiết kiệm nên là hay ăn
cơm nguội. Tiểu Anh ấy nói rất là nhiều lần rồi nhưng mẹ cứ ăn cơm nguội thôi. Xong mà bữa một căng thẳng quá, trong một bữa ăn thì anh ấy nói mẹ không nghe, anh cầm cái bát cơm anh ném ra ngoài, rồi mẹ khóc. Xong mẹ nói là anh hư như này kia, thế là em rất là thương bà, em cũng khóc theo bà. Xong em mới bực quá, em mới đi vào phòng em đóng sầm cửa lại, em không nói năng gì cả. Và trong cái lúc đó thì em nghĩ rằng anh ấy thật là thô lỗ, rồi anh ấy hành động như thế là không tôn trọng mẹ, rồi những cái chuyện xảy ra mâu thuẫn hai đứa là anh ấy chơi game bừa bãi linh tinh. Rồi em quyết định cất bận ba lô hành lý hết và em định mai em sẽ về ra Hà Nội. Xong rồi sáng hôm sau thì em cũng nguôi giận rồi thì em lại đi làm bình thường, nhưng mà không ngờ anh ấy đi vào phòng em, anh ấy thấy ba lô của em, rồi anh ấy lại alo gọi điện về mách phụ huynh bố mẹ em ở quê. Thực tế là em có hơi hư với mẹ em, nhưng mà cái chuyện đấy là chuyện của em với mẹ em. Tự nhiên lúc đấy bạn gái em tự nhiên lại giận dỗi mà rất là căng thẳng, xin lỗi đã không nghe rồi, lại còn sáng hôm sau bước vào phòng, tại vì bọn em vẫn ở hai phòng khác nhau, thì thấy là đồ là dọn xong hết rồi, thì em cảm thấy rằng là thực ra là nó không bền vững gì cả. Làm gì mà một cái chuyện bé xíu xíu mà giận dỗi đến mức mà đi về quê luôn. Nên là em mới điện về quê, em nói chuyện với bố của vợ em bây giờ. Thì bố bạn ấy có gọi cho bạn ấy. Vâng. Nội dung là cháu không chịu được con của bác nữa hay là hay giận dỗi rồi thôi bích thích về thì bích về, cháu không giữ bích nữa hay kia. Thì bố em cũng gọi cho em, thì hai đứa có chuyện gì mà sao thấy thằng Sơn nó gọi điện nó có vẻ là bực bội, rồi nó cũng khóc, rồi vừa khóc vừa nói, bảo là hai đứa không thôi, nếu mà không ở được với nhau mà căng thẳng quá thì thôi đi về với bố mẹ. Lúc mà bố em rất là thương em phải vào đây mà một mình thân con gái không có ai ấy, thì bố mẹ em cũng tưởng là có chuyện to mà đến mức như thế, thì bảo em là thôi nếu mà không cảm thấy hai con không ở nhau thì con về đây với bố mẹ. Thì em cũng động viên lắm. Thực ra là bọn con cãi nhau thôi chứ hôm nay bọn con làm lành rồi. Thì em động viên bố em để bố em đỡ lo lắng, không mọi người ở quê lại lo. Sau khi nói chuyện bố em xong thì em gọi là cái cơn bực của em nó nổi lên, bởi vì có chuyện thế anh cũng đi mách bố em như vậy, làm bố mẹ em lo lắng. Em đi về nhà, em cứ thẳng vào phòng, em xách bao em lô, em kéo đi đến cổng thì anh ấy chạy ra, anh ấy ôm em, anh ấy xin lỗi rồi anh thế này kia. Thì lúc ấy là em thì cũng nguôi giận, thế là hai đứa làm lành. Cái vụ đấy là cái vụ căng thẳng nhất ạ. Đó là trước hôn nhân đúng không? Rồi, dạ. Rồi cũng y như vậy nhưng sau hôn nhân. Hứa hẹn là sau hôn nhân sẽ thay đổi những cái gì mà chưa hài lòng với nhau. Có thay đổi không hay dạ. Là cái mức độ nặng hơn? Mức độ nặng hơn chị ạ. Vâng, nặng hơn ở đây ví dụ như là sau hôn nhân thì em có phát hiện ra anh ấy chơi game qua tin nhắn, tất cả chỉ là các game thủ nhắn tin hứa hẹn tuần này đội nào đá với nhau. Tình hình là không ổn thì em mới nghĩ mình phải có một cái biện pháp bắt ông ấy hàng tháng phải đưa tiền về cho vợ. Nhưng mà kiểu gì anh vẫn có quỹ đen quỹ đỏ ở đâu ra. Thỉnh thoảng em kiểm tra thì những cái tin nhắn chuyển khoản đi chỗ này chỗ kia cũng mấy triệu, nhưng mà nói thì anh cứ bảo công việc của em thì của anh làm sao em biết được. Có khi nào mà anh bỏ tiền anh mất một số tiền lớn có, cho game không? Có cái gọi là những cái giải đấu game ấy, anh ấy phải đến mất đến mấy chục triệu một lần. Trời. Thì em rất là mà là bực tiền là để làm gì? Anh ấy chơi game, anh là ông bầu mà, ông bầu thì anh muốn giữ một cái vị trí nào đó ở trong game, nên là anh ấy bỏ tiền ra để anh ấy kiểu như thích sống ảo quá. Ủa bầu mà phải bỏ tiền ra là sao anh ơi? Dạ anh cứ tưởng tượng em như Đoàn Nguyên Đức ấy. À bỏ tiền ra cho thi đấu đúng không? Dạ đúng rồi, thì thi đấu thì thực ra thì các cái đội chơi thi đấu với nhau thắng thì có thưởng. Chỉ mà thường là... thì thưởng như game thủ thôi, đâu có ai thưởng cho ông bầu. Dạ thì đúng rồi. Thì em... là ông bầu phải làm nhà tài trợ đó. Đấy. Là bỏ tiền ra là coi như là tài mất trợ. Tiền luôn đúng rồi. Tài trợ cho ông. Vâng đúng rồi ạ. Đó thì em cũng rất là buồn cái việc đấy. Có bao giờ mà anh mê mẩn tới cái mức mà anh quên luôn cái trách nhiệm làm chồng với em không? Nghĩa là mê game quá rồi quên luôn cái công việc mỗi đêm. Đó. Cười mà cười. Nói chung mà cũng không lấy cái mức. Anh có bạn chơi game biết nè, thường xuyên có nghĩa là ghi đầu vào game mà đôi khi là chơi tới 1-2 giờ sáng là quên nhiệm vụ là chuyện bình thường. Anh nói đúng rồi ạ. Em thì sau sinh thì em có bị trầm cảm sau sinh, một vấn đề là cũng do anh ấy là chuyển sang giai đoạn chê vợ. Trời ơi, béo ụt ịt thế này rồi là trông em nhìn nhìn như heo bụng gì mà bụng toan dặn ra rồi là ôi ơi, bao giờ mình mới lấy được Hồ Hồng Hải với Tăng Thanh Hà thế này thế kia. Chê vợ rồi là tối sao lại ngủ riêng. Bởi vì anh ấy cứ đổi cho tính chất công việc. Anh thì khách hàng là người nước ngoài, nó lệch múi giờ ấy chị. Nên là tối anh hay chat đêm. Thì hôm nay em giận quá, em vào phòng em khóc. Em nhắn tin là thôi anh cảm thấy mà cái anh có những cái đam mê mà hơn cả vợ con thì thôi. Từ nay anh cứ sống cái cuộc sống tự do của anh muốn. Chúng ta cảm thấy không hợp nhau nữa thì thôi. Bây giờ tạm thời ly thân, mai mốt không ở được với nhau thì ly hôn sau. Trời ơi giận để chỉ mong anh nhắn tin lại là ô anh xin lỗi mày này kia giải thích từ luôn không hồi âm gì hết. Tại vợ em thì rất là dễ giận, nhưng mà rất là dễ để hết giận. Thì tối hôm đấy thực ra thì em buồn ngủ quá. Thì lúc mà đêm em thức dậy thì em thấy có tin nhắn. Nhưng em nghĩ ôi
giận mai hết giận mà kệ. Thế là sáng hôm sau thấy vẫn không hết giận, mặt nhìn hăm 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 hăm. Nhưng mà lúc đó là Sơn ở đâu? Em ở phòng bên cạnh ạ. Rồi sao? Thấy cái cửa nó vẫn cứ rầm rầm. Mỗi lần giận là em cứ đi qua đi lại, em đóng cửa xong một cái. Thì em nghĩ là thôi chết rồi, tình hình dạo này mình không có đụng chạm vào vợ, có khi vợ lại nghĩ mình thế này thế nọ. Em hết sức là thông cảm cho vợ. Thế là em chạy vào em năn nỉ. Nhưng mà chị hỏi thật em nè, cái cảm giác của em như thế nào khi bạn thấy vợ em quá thay đổi sau khi sinh? Em nói với vợ em ụt ịt như heo ấy, em nói là đùa thôi. Chứ còn vợ em đối với trong mắt em ấy, thật sự lúc mà có bầu ấy, vợ em đi làm, em đi đón thì giống như một cái thiên thần hình quả bóng đang lăng xuống bên cạnh em đấy. Em cảm thấy rất là lãng mạn. Tuyệt vời. Chẳng có ai mà mập như vợ em hết. Em thì được cái là tăng hơn 20kg lên, nó hơi béo và sau thì nó bị giãn ra nhiều quá, nên là cứ mỗi lần là anh cứ chê em nên em rất là tự ái. Rồi cái đụng chạm vợ chồng hay là gì anh ấy cũng cảm giác như là anh xa lánh, anh chê mình quá nên em cũng bị tủi thân. Em thì cũng hơi run thật. Bây giờ vợ mình nó bình thường đang nhỏ nhỏ, mập lên thì tại vì cũng chỉ ôm thôi, còn nếu mà đụng chạm vợ chồng thì anh cứ tưởng tượng nó có một cái gì đấy nó to nhưng mà nó lại dễ vỡ đấy, mong manh lắm. Thường á có một số ông chồng họ nhìn những cái vết rạn á ở bụng họ sợ, em có sợ không? Em không sợ. Về nếu mà nói về các cái vết rạn ấy thì thực ra là em rất là áy náy vợ em, thì vợ em phân công nhiệm vụ của em là mỗi tối massage 1 tiếng cho vợ em, nhưng mà đợt đấy em cũng hơi bận chơi game nên là thường xuyên là vào trễ, vợ em ngủ mất rồi khỏi massage cả. Thế là lỗi của em xin nhận lỗi. Bây giờ Bích muốn ông xã Bích thay đổi điều gì? Giúp vợ rồi có trách nhiệm với gia đình hơn. Còn Sơn? Em muốn vợ em tự lập hơn, ít giận hơn. Chị thấy nè, vợ chồng em á có một cái điều này á gọi là bổ sung cho nhau rất là hay ha. Chồng em á thì về nhan sắc á thì không sánh được với em, nhưng mà bù lại chồng em rất có duyên. Dạ. Chồng em rất là có duyên luôn. Nếu mà chị mà gặp cái người đàn ông mà kiểu như thế này á là chị sẽ có ấn tượng ngay từ giờ phút đầu á đó. Và vợ em á thì lại sở hữu một cái nhan sắc quá là xinh xắn. Chị không biết lúc mà trước khi vợ em sanh á vợ em đẹp như thế nào. Thì chị không biết nha, nhưng mà ngay bây giờ á sau khi đã làm mẹ một con mà đã hết hồn rồi thì vợ em quá là xinh, quá là đẹp luôn. Dạ. Tụi em á đó là có một cái sự bù trừ cho nhau, gọi là nói vậy thôi, đã có một quá trình gọi là mình đã thử trước rồi thì mình mới đi đến hôn nhân. Thì chị nghĩ rằng á những cái mà nhỏ nhặt đó chỉ là những cái nhỏ thôi, nó không phải là cái lớn lắm trong cái cuộc sống vợ chồng của tụi em, đúng không? Dạ. Thì cái lớn mình đã vượt qua rồi. Đã hai lần mình định là mình xách bước ra đi, nhưng mà mình đã ở lại được rồi thì sẽ không bao giờ có lần thứ ba, đúng không? Tôi thì giữ đi. Dạ cô hơn. Vợ em giữ em biết mà. Em hay quá ha, nhưng mà vợ em á là chị nói thiệt em phải giữ đó nha, chị nói thiệt. Mà nếu muốn giữ thì trước tiên là em phải thay đổi một số, bớt cái game kia. Dạ. Bỏ tài trợ đi. Thứ hai nữa là thay vì mình quan tâm game nhiều quá, mình quan tâm vợ mình một cách nồng nhiệt nhiệt tâm hơn nữa. Hiểu không? Em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị.